Một chế độ dinh dưỡng trong thời kỳ mang thai là một chế độ mà các mẹ bầu cần nạp đầy đủ tất cả các dưỡng chất cần thiết, trong đó có chất béo. Mặc dù nghe đến chất béo rất nhiều chị em lo lắng vì tiềm ẩn nguy cơ gây thừa cân mất dáng, thậm chí còn gây hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, chất béo lại là thành phần không thể thiếu trong quá trình trao đổi chất của cơ thể và không phải chất béo nào cũng là kẻ thù đối với sức khỏe và sắc đẹp. Hãy cùng tìm hiểu một số loại thức ăn giàu chất béo tốt cho sức khỏe sau đây nhé. 1. Cá. Một số loại cá có chứa chất béo tự nhiên như cá hồi, cá thu, cá trích, cá mòi và cá ngừ là nguồn cung cấp axit béo omega 3 tuyệt vời cho bạn. Đây là những chất béo tốt giúp các mẹ có một trái tim khỏe mạnh và trí não minh mẫn hơn. Ngoài ra, các nghiên cứu của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ đã đưa ra lời khuyên rằng bạn nên ăn 2 khẩu phần cá giàu chất béo mỗi tuần với một phần ăn là 85g. Bạn có thể thử nướng hoặc luộc cá để phù hợp với khẩu vị của bạn cũng như gia đình. 2. Quả bơ. Bơ là loại trái cây có nhiều công dụng rất tốt cho sức khỏe. Các mẹ có thể chế biến bơ để làm thức uống hoặc làm thành món salad bơ. Bơ chín có chứa hàm lượng lớn các chất béo tốt và là lựa chọn tốt nhất cho tim mạch và hỗ trợ điều trị các triệu chứng viêm xương khớp. Một lợi ích khác của bơ là nếu dùng với các thực phẩm khác, bơ có thể hấp thụ tốt hơn với các chất dinh dưỡng từ các loại thực phẩm đó. Khẩu phần ăn khuyến nghị cho sức khỏe của bạn đó là nửa quả bơ vừa cỡ khoảng 115-160 calo. 3. Dầu ô liu. Khi các mẹ nấu ăn hàng ngày hoặc ăn món salad trộn, hãy thử chế biến bằng dầu ô liu, bởi dầu ô liu chứa hàm lượng chất béo tốt rất cao. Tuy nhiên, chị em hãy nhớ luôn khéo léo trong việc xem xét về lượng chất béo ngay cả với chất béo tốt. Vì vậy, nếu nấu ăn với một lượng dầu ít hơn công thức yêu cầu hoặc sử dụng một bình xịt dầu để giúp bạn kiểm soát dễ dàng lượng dầu được sử dụng. Đối với món nướng, bạn có thể pha dầu ô liu với nước sốt táo tỷ lệ 1:1 để cắt giảm một số chất béo và calo. Bạn có thể dễ dàng tìm mua dầu ô liu ở các siêu thị. 4. Các loại hạt. Các loại hạt như bí ngô, hạt hướng dương, hạt mè chứa các loại chất béo tốt giúp làm giảm cholesterol. Nhìn chung, chất béo từ thiên nhiên thường tốt so với từ động vật. Bạn nên tránh những loại chất béo xấu có trong loại thực phẩm như là chất béo từ thịt, các sản phẩm từ sữa giàu chất béo và một số loại thực phẩm đóng gói. Ngoài ra, bạn hãy kiểm tra thành phần để biết hàm lượng và loại chất béo trong thực phẩm. Hạn chế chất béo bão hòa và tránh dùng những thực phẩm có chứa chất béo chuyển hóa. 5. Trứng. Trứng là một nguồn cung cấp protein tuyệt vời với giá thành vô cùng rẻ. Một quả trứng lớn có ít nhất hơn 5g chất béo, nhất là các chất béo lành mạnh. Bên cạnh đó, một số loại quả trứng cũng rất giàu omega 3. 6. Rau có màu xanh thẫm. Rau có màu xanh thẫm như rau bina, cải xoăn có thể giúp cung cấp một số omega 3. Bởi vì cơ thể của chúng ta không thể tạo ra các chất béo tốt, do đó bạn chỉ có thể tiếp thu từ những thực phẩm bên ngoài. Mục tiêu của bạn đó là 2-3 chén rau mỗi ngày. Ngoài ra, bạn nên thêm cá vào trong bữa rau để bổ sung thêm nhiều loại omega 3 khác nhau, vì thực vật chỉ cung cấp một phần nhỏ omega 3 so với các loại cá. 7. Các loại đậu. Bất cứ loại đậu nào cũng rất tốt cho các mẹ bầu, cả về thể chất lẫn tinh thần, vì đậu có chứa omega 3, có thể giúp cải thiện tâm trạng của bạn. Vì vậy, hãy nhớ đưa các loại đậu vào thực đơn hàng ngày nhé! Mặc dù những thực phẩm trên đều cung cấp những chất béo tốt, nhưng các mẹ cũng không nên sử dụng một cách lạm dụng mà phải được cung cấp với một lượng vừa đủ. Chúc các mẹ có một chế độ dinh dưỡng hợp lý và một thai kỳ khỏe mạnh.